Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video này mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông tọa lạc tại Cần Đức, tỉnh Long An. Vừa qua thì khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành ngày 21 tháng 3 năm 2021 với kỳ vọng đây sẽ là nam châm thu hút nguồn vốn ngoại tiếp theo của tỉnh Long An. Nhờ sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, giao thông và hạ tầng, hiện khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông đang thu hút các tập đoàn đa quốc gia như Alibaba của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ đầu tư và xây dựng nhà máy sản xuất tại đây. Tổng quan về khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông. Phước Đông là khu công nghiệp mới được quy hoạch khoa học và đồng bộ theo xu hướng phát triển bền vững, xây dựng hạ tầng thân thiện với môi trường. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần IMG Phước Đông. Vị trí: ấp 5, đường tỉnh 826B, xã Phước Đông, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Tổng thể quy mô dự án rộng 145 ha. Tổng vốn đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng lên đến 3 tỷ USD, thời gian hoạt động 50 năm đến ngày 6 tháng 1 năm 2059. Dự án nổi vàm cỏ bao bọc xung quanh, tạo không gian thoáng đãng, mát mẻ suốt năm bật với diện tích vườn cây xanh rộng lớn và sông. Tiến độ đầu tư xây dựng dự án. Giai đoạn 1, đầu tư cơ sở hạ tầng, giá trị đầu tư 42,8 triệu USD. Giai đoạn 2, đầu tư 280.000 m2 kho cho thuê, giá trị đầu tư 90 triệu USD. Giai đoạn 3, đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất 30 MW, giá trị đầu tư 29,8 triệu USD. Mục đích: xây dựng hệ thống kho hiện đại cho thuê, tạo doanh thu hàng năm. Vị trí khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông tọa lạc tại xã Phước Đông, huyện Cần Đức, tỉnh Long An với bốn phía tiếp giáp các khu vực gồm: phía đông giáp kênh nước mặn, phía tây giáp khu dân cư hiện hữu, phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu dọc theo đường tỉnh 826B, phía nam giáp sông Vàm Cỏ. Với vị trí thuận lợi, cầu cảng kết hợp với cụm logistics tạo ra trung tâm tiện ích. Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông được đánh giá sẽ là thỏi nam châm hút các nhà đầu tư tới vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với chiến lược xây dựng các khu cụm công nghiệp tập trung làm đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế, xã hội, Long An là một trong những địa phương phát triển năng động nhất cả nước về phát triển công nghiệp. Đây cũng là địa phương dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách nhà nước. Quá trình tham gia của doanh nghiệp tư nhân đã và đang mang đến sự đầu tư bài bản cho các khu công nghiệp nói chung và khu công nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng. Một trong số đó là khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Cần Đức. Sau nhiều năm xây dựng, hiện nay khu công nghiệp cầu cảng IMG Phước Đông đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp. Mới đây, ngày 21 tháng 3, khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông đã vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ tới thăm và cắt băng khánh thành. Phát biểu tại đây, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Long An và đóng góp của nhà đầu tư. Sự kiện khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông đi vào hoạt động sẽ có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, khu vực, tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng nguồn thu ngân sách. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Long An tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Sức hút từ vị trí vàng, hạ tầng hoàn chỉnh, khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông do công ty cổ phần IMG Phước Đông làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai nhiều dự án ở Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh. Điển hình là khu phức hợp cao cấp Atemi, bệnh viện Hoàn Mỹ Huế, khu dân cư An Cựu City. Là dự án phát triển trên sự tâm huyết và cố gắng từng ngày của chủ đầu tư, khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông được xây dựng với tổng diện tích 128,8 ha, bao gồm 92,39 ha đất công nghiệp gồm nhà xưởng xây sẵn và kho bãi, hệ thống giao thông chính với 4 làn xe, rộng 16 m, hệ thống giao thông nội bộ với 2 làn xe, rộng 8 m, vỉa hè, cây xanh nội khu. Ngoài cho thuê đất công nghiệp, khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông hiện còn có sản phẩm nhà xưởng xây sẵn cho thuê và nhà xưởng xây theo yêu cầu của nhà đầu tư với diện tích linh hoạt. Quy mô nhà xưởng xây sẵn cho thuê 280.000 m, trang bị hệ thống điện mặt trời áp máy 32 mW. Đặc biệt, nằm ở vị trí vàng thuận tiện cả về đường bộ và đường thủy, khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 42 km, cách cảng quốc tế Long An 23 km, cảng Cát Lái 43 km, cảng Cái Mép Thị Vải 74 km. Về đường bộ, có tỉnh lộ 826B đi qua dự án, kết nối với quốc lộ 50 nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh tới khu công nghiệp chưa đến 1 giờ. Về đường thủy, khu vực này sở hữu chiều dài giáp sông Vàm Cỏ hơn 3 km và 4 cầu cảng trong tương lai. Chủ đầu tư khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông dự kiến phát triển cụm cảng đảm bảo tiếp nhận tàu đến 20.000 DVKT. Đây là cảng trung chuyển đi các khu vực kinh tế miền Tây năng động và quốc tế. Hệ thống cảng đã nằm trong quy hoạch hệ thống cảng sông Việt Nam. Ngoài ra, khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều thuận lợi trong việc thu hút nguồn nhân lực dồi dào tại các tỉnh lân cận, nhân lực chất lượng cao từ thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia nước ngoài. Tại khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 100%,
xây dựng hoàn chỉnh nhà máy xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà điều hành, hàng rào, đầu nối điện đầy đủ đúng theo giấy phép xây dựng đã được cấp và đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp. Với dịch vụ một cửa, khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông cam kết sẽ hướng dẫn và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết cho quý khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Ngoài việc đảm bảo chất lượng hoạt động trong các khu vực cho thuê nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng xây theo yêu cầu IMG Phước Đông rất chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường. Bài toán được đặt ra là làm sao vừa phát triển công nghiệp vừa bảo vệ được môi trường. IMG Phước Đông xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 3.000 m ngày đêm. Hệ thống cung cấp nước sạch tại nhà máy cung cấp nước sạch Cần Đức với công suất 5.200 m khối. Ưu tiên các ngành nghề xanh, sạch, bền vững, kho bãi, logistics, ngành dệt may, giày da, ngành chế biến nông sản, cảng vụ, ngành điện tử, viễn thông ứng dụng công nghệ 4.0. Thấu hiểu các doanh nghiệp đầu tư, khu công nghiệp Cảng Phước Đông có chính sách ưu đãi về thuế như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo, miễn thuế nhập khẩu, ưu đãi nguyên liệu nhập khẩu, ưu đãi nhà đầu tư cùng chính sách giá thuê đất thuê nhà xưởng hấp dẫn. Với vị trí thuận lợi kết nối mạch giao thông, tính pháp lý minh bạch, hướng đến mục đích dài hạn, trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, xanh, sạch và phát triển bền vững, đầu tư về cơ sở hạ tầng, cầu cảng, khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông đang trở thành điểm sáng kinh tế mới tại Long An. Video cập nhật tình hình khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông của mình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.